Bây giờ xin mời quý vị bà con cô bác nghe bài viết của Bích Hà, vị tư lệnh thứ hai của sư đoàn Lộc, tiền thân của sư đoàn Năm Bộ Binh. Nói đến sư đoàn Năm Bộ Binh, thường chúng ta nghĩ ngay đến Trung tướng Lê Văn Hưng, đến một sư đoàn là chủ lực chính trong 68 ngày tử thủ tại An Lộc. Hay chúng ta nghĩ ngay đến Trung tướng Lê Nguyên Vĩ, những ngày tháng dù biết đất nước đang bị cường quốc bức tử, vẫn cùng các quân nhân dưới quyền anh dũng chiến đấu. Cho đến những phút cuối cùng vẫn gây thiệt hại khiến cộng quân khiếp vía và cái chết tự sát đầy tuồng tiết của ông vì từ chối đầu hàng. Nhưng có lẽ ít người biết đến tiền thân của sư đoàn Năm Bộ Binh là sư đoàn Ba Dã Chiến, một sư đoàn gần như hoàn toàn gồm những chiến binh sắc tộc Nùng, nên đã từng được gọi là sư đoàn Nùng. Và có lẽ càng không ít người biết là vị tư lệnh thứ hai của sư đoàn, nhưng lại là vị tư lệnh đầu tiên không phải là người của sắc tộc Nùng, nhưng lại thâu phục được sự quý mến và tuân phục của những quân nhân rất khó chấp nhận một vị chỉ huy không phải là người cùng một sắc dân Nùng như họ. Vị tư lệnh này chính là Đại tá Phạm Văn Động, sau này là Thiếu tướng Phạm Văn Động. Sư đoàn Năm Bộ Binh được thành lập vào ngày 9 tháng 3 năm 1955 tại Sông Mau, tỉnh Bình Thuận. Với danh xưng ban đầu là Sư đoàn 6 Bộ Binh, do Đại tá Vòng A Sáng làm tư lệnh đầu tiên. Nhưng sư đoàn trên thực chất là biến thân của Sư đoàn 3 Sơn Cước thuộc Quân đội Liên Hiệp Pháp, được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ khu vực Mỏ Than Hòn Gai tại Móng Cái và Đồng Trú tại biên giới Việt Hoa, và vị tư lệnh đầu tiên là Đại tá Vòng A Sáng. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Sư đoàn 3 Sơn Cước di chuyển vào Nam, đồng trú tại Sông Mau, sau đó đổi tên thành Sư đoàn 6, rồi Sư đoàn 6 Dã Chiến, rồi Sư đoàn Dã Chiến số 41, và cuối cùng vào ngày 1 tháng 10 năm 1954, chính thức trở thành Sư đoàn 3 Dã Chiến. Đầu năm 1957, Đại tá Vòng A Sáng, do khuynh hướng thân Pháp, đã gây khó chịu cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên Tổng thống Diệm đã tìm nhân tuyển để thay thế. Tuy nhiên, nhân tuyển này phải có đủ điều kiện để có thể gây được lòng tin tưởng và sự khâm phục của các quân nhân, đa số thuộc sắc tộc Nùng, vốn nổi tiếng cứng cỏi và sùng bái vị tư lệnh cùng một sắc dân của họ là Đại tá Vòng A Sáng. Sau cùng, Trung tá Phạm Văn Động, lúc đó đang là tư lệnh phân khu Duyên Hải, trú đóng tại Nha Trang, là người được chọn. Ông được thăng cấp đại tá trước khi nhậm chức tư lệnh sư đoàn Ba Dã Chiến, và đúng như sự tiên liệu, dù không phải người của sắc tộc Nùng, ông lại trở thành người được các quân nhân sắc tộc Nùng thương kính cho đến rất nhiều năm sau. Ngoài lý do là nhờ tài chỉ huy và sự quan tâm, lo lắng cho binh sĩ các cấp, còn do xuất thân và cuộc hôn nhân với người vợ Tàu Khang, khuê danh Lê Thị Lý của ông. Đại tá Phạm Văn Động sinh năm 1919 tại Sơn Tây Bắc Việt, trong một dòng họ nhiều đời làm nghề dạy học, với tên được ghi trong khai sinh lúc đầu là Phạm Văn Động. Ông là người con duy nhất của cụ bà Nguyễn Thị Quyển và cụ ông Phạm Văn Duyệt, một cụ đồ nổi tiếng đông học trò tại Phủ Quốc Oai của Sơn Tây. Ông học trung học tại trường Đỗ Hổ Vị, tốt nghiệp năm 1938. Sau khi tốt nghiệp, ông thi trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm tại Hà Nội. Cuối năm 1939, vì lý do gia cảnh cùng tình hình phức tạp của đất nước, ông bỏ dở việc học, tình nguyện gia nhập quân đội. Đầu năm 1944, ông được bổ nhiệm về Móng Cái với chức vụ sĩ quan vật liệu của tiểu đoàn 19 bộ binh thuộc địa. Tại đây, ông đã làm quen và xin cưới một thiếu nữ thuộc một dòng họ quyền quý của sắc tộc Nùng. Người thiếu nữ có khuê danh Lê Thị Lý. Vào những năm đầu của thập niên 40, đã nổi tiếng không những vì nhan sắc xinh đẹp, mà còn vì cô thông thạo pháp văn, ngoài ra còn có thể cưỡi ngựa bắn súng thành thạo.
Trượng úy Phạm Văn Đổng đã chinh phục được trái tim của cô quận chúa miền Thượng Du Bắc Việt là nhờ vào những bài thơ tình ký dưới bút hiệu Nùng Khánh Lâm, được ông kín đáo trao cho cô những lần ông đến thăm cô tại tư dinh của gia đình cô. Sau khi lập gia đình, ông bắt đầu học tiếng Nùng, hội nhập vào sắc tộc này, cũng như khởi công hướng dẫn đào tạo nhiều thanh niên Nùng về văn hóa, kiến thức tổng quát tình hình đất nước vân vân. Và rất nhiều thanh thiếu niên này về sau đã trở thành những sĩ quan lỗi lạc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1946, với cấp bậc thiếu úy, ông được lệnh thuyên chuyển vào Nam, đồng trú tại Gò Công, thành Tuy Hạ, Long Thành. Năm 1947, thăng cấp trung úy. Năm sau, ông được lệnh trở ra Bắc, làm chánh văn phòng cho ông Nghiêm Xuân Thiện, tổng trấn Bắc Việt. Năm 1950, thăng cấp đại úy. Từ 1950 đến 1953, với cấp bậc thiếu tá, rồi trung tá, ông lần lượt giữ các chức vụ chỉ huy trưởng Liên đoàn 2 Việt Nam và đã chỉ huy binh sĩ tham dự các trận chiến tại Phủ Lý, Đông Cát, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định và ngay cả Na Sang, một chiến trường khốc liệt chỉ sau Điện Biên Phủ. Năm 1953, trung tá Phạm Văn Đổng được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng phân khu Bùi Chu, kiêm tổng chỉ huy khinh quân và trọng pháo Bắc Việt. Với trách nhiệm triệt hạ các đơn vị Việt Minh cùng bình định các vùng Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, thời gian này ông đã chiến đấu sát cánh cùng các linh mục và giáo dân của chiến khu Bùi Chu và trở thành bạn tri kỷ của đức cha Phạm Ngọc Chi và linh mục Hoàng Quỳnh, dù ông không phải là người Công giáo. Năm 1954, ông tiếp nhận trung tâm huấn luyện quân sự Quảng Yên do người Pháp bàn giao và thành công trong nhiệm vụ di chuyển toàn bộ trung tâm vào Nam. Đầu năm 1955, trung tá Phạm Văn Đổng được bổ nhiệm làm tư lệnh phân khu Duyên Hải, có bộ tư lệnh đặt tại thị xã Nha Trang. Đầu năm 1957, ông được thăng cấp đại tá và thay thế đại tá Vòng A Sáng, trở thành tư lệnh sư đoàn 3 dã chiến, tiền thân của sư đoàn 5 bộ binh. Gần cuối năm 1958, đại tá Phạm Văn Đổng rời chức vụ tư lệnh sư đoàn để sang Hoa Kỳ học khóa tham mưu cao cấp tại trường chỉ huy tham mưu tại Fort Leavenworth ở tiểu bang Kansas. Năm 1959, trở về nước, đại tá Phạm Văn Đổng được bổ nhiệm làm tư lệnh phó quân đoàn 3 và quân khu 3. Sau cuộc cách mạng tháng 11 năm 1963, đại tá Phạm Văn Đổng được trở lại với chiến trường trong chức vụ tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Chỉ trong vòng 2 tháng, với lối đánh thần tốc và vũ bão, ông và sư đoàn 7 bộ binh đã phá vỡ 90% những mật khu của Cộng sản. Các phóng viên chiến trường ngoại quốc đã xưng tụng ông là The Tiger of the Mekong Delta, tức là mãnh hổ của đồng bằng sông Cửu Long. Do đó Bắc Việt đã hạ lệnh cho trung tá Cộng sản Dương Văn Nhật liên lạc và thông qua quốc trưởng Dương Văn Minh buộc ông rời chức vụ sang Đài Loan làm tùy viên quân sự. Nhưng chỉ 3 tháng sau, Dương Văn Minh bị buộc rời chính quyền. Ông được quốc trưởng Nguyễn Khánh triệu hồi về nước, vinh thăng chuẩn tướng, rồi vinh thăng thiếu tướng và giữ chức tư lệnh biệt khu thủ đô kiêm tổng trấn Sài Gòn Gia Định. Trong chức vụ này, ông đã thành công phá vỡ những tổ chức tình báo và đặc công của Cộng sản Bắc Việt, và Bắc Việt đã treo giá 100.000 Mỹ Kim cho cái đầu của ông. Đầu năm 1966, khi ông Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, ông đã bị ép về hưu. Có lẽ Thiếu tướng Phạm Văn Đổng là vị tướng lãnh duy nhất có một đơn vị riêng là Đại đội Chiến binh Nùng. Đại đội Chiến binh Nùng được thành lập khi ông là tư lệnh biệt khu thủ đô kiêm tổng trấn Sài Gòn Gia Định. Những quân nhân Nùng này được Hoa Kỳ huấn luyện cùng với những người lính của lực lượng biệt kích của họ, nhưng được đặt dưới quyền điều động và chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Đổng cho công việc triệt hạ những tổ chức tình báo và ổ đặc công Cộng sản, cũng như trong việc bảo vệ ông cùng gia đình. Do có thêm nhiệm vụ bảo vệ ông và gia đình, nên ông và phu nhân đã chia cùng với cơ quan trách nhiệm và thẩm quyền Hoa Kỳ
50% chi phí của lương bổng cùng những trang bị khí giới cần thiết cho đại đội nùng. Năm 1966, sau khi ông về hưu, phía Hoa Kỳ ngừng hoàn toàn những chi phí cho đại đội nùng và họ đã hoàn toàn trở thành quân đội của riêng ông, vì họ chỉ còn nhận tài trợ cũng như được trang bị vũ khí từ phương tiện tài chính riêng của phu nhân ông. Trong biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, người sĩ quan tùy viên của ông, thiếu úy Lê Nhật Quang, cùng với trưởng nam của ông, lúc đó chỉ mới 18 tuổi, đã chỉ huy những binh sĩ này đi tạo thành quân Cộng sản Bắc Việt tại quận 5, nơi có tư dinh của ông. Năm 1969, khi Thủ tướng Trần Thiện Khiêm trở về nước, thành lập nội các, ông đã được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Cựu Chiến binh. Thành tựu vẻ vang của ông là đã thành lập được làng thương phế binh, để cho những người lính đã hy sinh thân thể có được một mái nhà. Ngoài ra, ông thầy giáo học Phạm Văn Đồng cũng đã thành lập được một thư viện cho trường quốc gia Nghĩa Tử tại Sài Gòn. Và điều này là một điều hiếm thấy, vì ở thời điểm đó, ngay những trường trung học lớn và nổi tiếng tại Sài Gòn cũng không có thư viện riêng. Mộng ước của ông là một ngày hết chiến tranh, từ vị tuyến 17 trở vào, mỗi tỉnh sẽ có ít nhất một làng thương phế binh và một ngôi trường quốc gia Nghĩa Tử với đầy đủ phương tiện học tập cho con cái của những người lính đã chiến đấu, đã cống hiến, đã hy sinh cho đất nước. Nhưng rồi, nước mất nhà tan, ước mơ của người lính già Phạm Văn Đổng cũng tan theo vận nước điêu linh. Sau ngày mất nước, ông và gia đình định cư tại tiểu bang Virginia. Bao nhiêu năm ôm hận mất nước, cũng là bao nhiêu năm ông đau đớn với nỗi hận không thể ôm trọn cái gia đình thứ hai là quân đội Việt Nam Cộng Hòa đến được những vùng đất tự do. Trong những năm tháng cuối đời, ông vẫn âm thầm giúp đỡ tài chính cho nhiều thương phế binh còn lại nơi quê nhà. Ngày 26 tháng 11, 2008, người lính già qua đời. Trăn trối của ông cho các con là: hãy cố gắng thay bố lo cho các chú các anh còn ở Việt Nam. Vị tư lệnh thứ nhì của sư đoàn 5 bộ binh đã luôn tận tụy với chiến hữu đồng đội thuộc cấp của mình cho đến lúc nhắm mắt. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.